quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Nga hôm 28 tháng 8 đã tuyên bố ban hành quyết định cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ, bao gồm các nhà báo, luật sư, lãnh đạo các công ty công nghiệp, quân sự quan trọng. Quyết định được đưa ra để đáp trả chính sách bài Nga mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi nhằm mục tiêu gây ra thất bại chiến lược cho Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Xung đột ở Ukraine đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ Nga-Mỹ kể từ khi chiến tranh lạnh. Hôm 27 tháng 8, Nga cho biết phương Tây đang đùa với lửa khi cân nhắc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Trong danh sách cấm nhập cảnh được Bộ Ngoại giao Nga công bố trên Telegram, có 14 nhân viên của tờ Wall Street Journal, 5 nhà báo kỳ cựu của New York Times và 4 nhà báo của tờ Washington Post. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang nhắm vào đội ngũ biên tập viên, phóng viên từ các ấn phẩm có liên quan đến việc sản xuất, phát tán tin giả về lực lượng vũ trang Nga, đồng thời tuyên truyền che đậy cuộc chiến hỗn hợp mà Washington phát động. Ngoài ra, trong danh sách còn có các quan chức cấp cao khác như chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ Stephen Whiting, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách không gian John Plumb. Đầu tuần này, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một khu vực của Nga cách biên giới hàng trăm dặm lần đầu tiên. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào kho dầu ở Zenit ở vùng Kirov của Nga vào ngày 28 tháng 8. Tờ The Kiev Independent đưa tin, Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái, trong khi 3 máy bay khác bị rơi và gây ra hỏa hoạn ở một thị trấn gần đó. Theo báo cáo, không có thương vong, nhưng trong cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại 2 kho chứa dầu. Tờ báo cho biết cuộc không kích này đã đánh dấu lần đầu tiên Ukraine tấn công vào khu vực Kirov, cách biên giới của Nga-Ukraine hơn 700 dặm kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây hơn 2 năm. Thống đốc Kirov Alexander Sokolov cho biết không có thiệt hại hay gián đoạn nào trong hoạt động sau cuộc không kích. Thông tin được The Moscow Times đưa tin, cùng ngày, Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở Rostov của Nga. Theo Reuters, thống đốc Rostov Vasily Golubev đã cho biết không có thương vong trong vụ tấn công đó và lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Trong khi đó, kho dầu Kavkaz cũng nằm ở phía vùng Rostov, đã cháy trong 10 ngày. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy đám cháy vẫn đang tiếp tục lan rộng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kerch, giáp với khu vực Sumy của Ukraine vào ngày 6 tháng 8. Kể từ đó, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 482 dặm vuông, lãnh thổ Nga và 92 khu định cư. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thông tin này vào ngày 19 tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng của mình đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ Kerch trước ngày 1 tháng 10, theo hãng thông tấn RBC Ukraine. Cuộc tấn công Kerch diễn ra hơn 2 năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Động thái ngay lập tức bị Mỹ và các đồng minh lên án vì thiếu căn cứ chính đáng. Nga ban đầu nhắm đến một chiến thắng nhanh chóng trước Ukraine, quốc gia được coi là có quân đội yếu hơn. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ hơn dự kiến của họ được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đã ngăn cản Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Ukraine được cho là đã chiếm nhiều lãnh thổ ở khu vực Kerch hơn Nga đã chiếm ở Ukraine kể từ đầu năm. Cuộc xâm nhập cũng đã đánh dấu lần đầu tiên quân đội nước ngoài chiếm nhiều lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Zelensky đã nói rằng Ukraine đã kiểm soát ít nhất 80 khu định cư ở Kerch. Trong ngày 28 tháng 8, quyền thống đốc vùng Kerch Alexei Smirnov cho biết trên Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine AFU sẽ không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào Kurchatov, thị trấn vệ tinh của nhà máy điện hạt nhân Kerch. Theo ông Smirnov, chính quyền địa phương đã đảm bảo bảo vệ tối đa cho nhà máy điện hạt nhân Kerch. Tuy nhiên, trụ sở hoạt động của chiến dịch chống khủng bố đã quyết định việc hạn chế vào khu vực Kurchatov vì mục đích an toàn. Các trạm kiểm soát sẽ được bố trí cho mục đích này. Người dân địa phương đã đăng ký tại Kurchatov sẽ được tự do vào thị trấn, nhưng những người khác sẽ phải xin giấy phép nhập cảnh từ chính quyền địa phương và đại diện của họ tại các trạm kiểm soát. Ngày 28 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine VSU đã mất tới 380 quân và 30 thiết bị bọc thép trên hướng Kerch. 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Tổng số quân Kiev đã mất là 7.000 quân trong quá trình chiến đấu. Báo cáo về diễn biến ở vùng Kerch của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 cho biết, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm tấn công của Ukraine về phía các khu định cư. Các UAV tác chiến của Nga đã nhằm vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của các lực lượng dự bị tại 13 khu định cư ở tỉnh Sumy. Chỉ trong một ngày, phía Ukraine đã mất tới 380 quân và 30 thiết bị bọc thép,
6 khẩu pháo, 3 súng cối và 9 ô tô. Trong quá trình chiến đấu, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng số 7.000 quân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, hơn 500 xe bọc thép vận tải và chiến đấu, 4 hệ thống HIMARS và 1 hệ thống MLRS. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ukraine thông tin về các vụ nổ ở Kherson. Một tờ báo của Ukraine đưa tin ngày 28 tháng 8 đã có tiếng nổ vang lên tại Kherson, khu vực đang do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, không có tín hiệu báo động không kích nào được phát ra tại khu vực này. Cũng trong ngày 28 tháng 8, Thống đốc vùng Kirov của Nga Sokolov cho biết, sáng cùng ngày, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV liên tiếp nhằm vào các khu vực này. Lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 2 chiếc UAV tại vùng Kirov và 3 chiếc khác đã rơi xuống khu vực bể chứa nhiên liệu của nhà máy Zenit ở thành phố Kotelnik. Theo Trung tâm Điều phối Khẩn cấp của thành phố, có 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Kotelnik. Hiện tại, hoạt động của nhà máy tại đây không bị gián đoạn. Sân bay ở Kirov vẫn hoạt động bình thường sau vụ tấn công. Không ai bị thương trong sự cố này. Ngày 27 tháng 8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi phát biểu với các nhà báo rằng hành động quân sự diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kurs của Nga có nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Quan chức cao cấp đã tiến hành đến thăm cơ sở tại thành phố Kuchatov ở vùng Kurs vào ngày 26 tháng 8, gần nơi Kiev phát động một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào đầu tháng này. Các quan chức Nga trước đây đã cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở này bằng máy bay không người lái. Một trong số đó được cho là đã rơi xuống bên cạnh kho lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng của nhà máy vào tuần trước. Ông Grossi nhắc lại rằng nhà máy điện hạt nhân Kurs có thiết kế cũ hơn, không bao gồm một số biện pháp bảo vệ mà một cơ sở hạt nhân hiện đại hơn sẽ có. Ví dụ nhà máy không có máy vòm giúp bảo vệ 4 lò phản ứng trong trường hợp xảy ra sự cố, chẳng hạn như máy bay đâm vào nhà máy, ông cho biết. Người đứng đầu cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc đã bình luận về sự so sánh trước đây của ông về nhà máy Kurs với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nói rằng không nên hiểu theo nghĩa là một sự cố cơ sở hạt nhân Kurs có thể quy mô tương tự như thảm họa Chernobyl năm 1986. Tuy nhiên, Grossi cho biết, cơ quan này đang quyết tâm giảm thiểu rủi ro. Cuộc xung đột này, cuộc chiến này không phải là trách nhiệm của IAEA. Trách nhiệm của IAEA và chúng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đó là đảm bảo rằng không có tai nạn hạt nhân nào xảy ra. Đồng thời, ông nhận định thêm rằng thông điệp của ông sẽ giống nhau ở mọi nơi. Cuối cùng, điều này có vẻ rất hợp lý và đơn giản, đừng tấn công một nhà máy điện hạt nhân. Trước chuyến thăm, ông Grossi cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở khu vực Nga và chuyến đi của ông sẽ cho phép IAEA tiến hành đánh giá độc lập về mức độ an toàn của nhà máy đối với cộng đồng quốc tế. Ông Grossi dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào tuần tới. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại giây phút hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine bị tên lửa nước này bắn nổ tại tỉnh Sumy. Đoạn video được trang thông tấn TASS trích dẫn cho thấy máy bay không người lái UAV của Nga đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không ở tỉnh Sumy. Ukraine đã phát hiện đối phương triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS gần khu vực định cư Stepanovka. Sau đó, chiếc UAV quay lại được hình ảnh kíp chiến đấu của Ukraine lái cỗ pháo HIMARS ẩn nấp tại một rìa của một khu rừng gần đó. Thông qua dữ liệu tọa độ được UAV cung cấp, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích cỗ pháo đối phương. Đòn tấn công ngay lập tức tạo ra một vụ nổ lớn ở khu vực pháo HIMARS đang trú ẩn. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông cáo mà video được Bộ Quốc phòng và Truyền thông Nga công bố. Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kurs, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sớm bị dồn vào chân tường do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn. Cuộc đột kích quy mô lớn của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến, khiến xung đột leo thang, đồng thời thử thách mức độ hỗ trợ của phương Tây đối với Kiev. Trong một động thái bất ngờ, Ukraine đã thực hiện bước đi táo bạo chưa từng có bằng cách phát động chiến dịch xâm nhập quy mô lớn vào tỉnh Kurs ở miền Tây nước Nga, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột. Những bước tiến ban đầu mà Ukraine giành được trong cuộc tấn công này đã đặt ra câu hỏi về tương lai của cuộc chiến, đồng thời mở ra cánh cửa cho những kịch bản mới chưa được tính đến. Sự kiện này đã đặt ra một thách thức lớn đối với lãnh đạo Nga, làm tăng áp lực với phương Tây trong việc cung cấp thêm hỗ trợ quân sự và chính trị cho Ukraine. Chiến dịch đột kích này xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều xung đột đan xen giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Nga và các nước phương Tây về chính trị, ngoại giao và quân sự. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có tác động sâu sắc đến diễn biến cuộc xung đột. Một mặt nó giúp thúc đẩy tinh thần của quân đội Ukraine và gửi thông điệp tới phương Tây rằng Kiev đang hoàn toàn có khả năng giành thế chủ động. Mặt khác, nó bác bỏ niềm tin rằng công nghệ hiện đại đã giúp loại bỏ hoàn toàn yếu tố bất ngờ trong cuộc xung đột.
ngay cả trong thời gian trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái phát triển. Yếu tố bất ngờ vẫn là vũ khí mạnh mẽ của bất cứ quân đội nào. Việc Nga tái bố trí lực lượng tại khu vực Kursk đã định hình lại tiến trình quân sự, buộc Ukraine phải từ bỏ kế hoạch tấn công nhanh chóng. Cuộc đối đầu này cũng đã chứng minh rằng để đạt được bất kỳ bước tiến nào ở khu vực này, Ukraine phải vượt qua những thách thức đáng kể, trong đó có cả hệ thống phòng thủ kiên cố và vững chắc của Nga, và điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tiêu hao kéo dài tiếp theo tại vùng biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết thêm nhiều vũ khí, tên lửa và pháo binh đã được chuyển đến khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 29 yêu cầu đã nhận được từ trụ sở hoạt động của khu vực Kursk đã được giải quyết. Các vấn đề mới nhận được đang được xử lý, không có yêu cầu mới nào từ trụ sở hoạt động của vùng Belgorod và Bryansk. Tổng cộng, nhóm hoạt động của Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng về an ninh quân sự các vùng lãnh thổ biên giới của 3 khu vực đã nhận được 45 câu hỏi từ trụ sở hoạt động trực thuộc các thống đốc liên quan đến việc cung cấp phạm vi bao phủ của nhóm đối với biên giới quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đặc nhiệm xử lý các yêu cầu trong vòng 24 giờ, thông báo nêu rõ, nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo khẩn cấp lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vào ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố, cuộc tiến công của họ đã bị dừng lại. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 24 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở khu vực này, Ukraine đã tổn thất hơn 5,5 vạn quân và 71 xe tăng. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk sau cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm theo dõi việc chuyển quân tiếp viện của Nga. Thông tin từ New York Times cho hay, trong vài ngày diễn ra cuộc tấn công, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về khu vực Kursk để cho phép các chỉ huy giám sát tốt hơn sự di chuyển của quân tiếp viện Nga có thể tấn công Ukraine hoặc cắt đứt khả năng trốn thoát của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine đang diễn ra với sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Minsk không nên phạm những sai lầm bi thảm. Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân sự, bao gồm cả xe tăng và pháo binh, ở vùng Gomel dưới sự vỏ bọc là các cuộc tập trận. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Sự hiện diện của lính tư nhân của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk không được phạm sai lầm và kêu gọi nước láng giềng chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía Bắc. Ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga rằng, thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi. Ông nói thêm rằng quân đội đã sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu chiến tranh nổ ra. Tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội Belarus để tăng viện cho lực lượng hiện có. Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số máy bay không người lái tấn công, cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus. Minsk đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến sự leo thang mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine. Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của quốc gia này. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một vùng đệm trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA rằng Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk.